Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Đồng chí Nguyễn Thế Anh, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, chủ trì hội nghị thông qua dự thảo, tờ trình, thống nhất chủ trương đầu tư dự án do các xã phường quyết định chủ trương đầu tư đối với xã Thanh Thủy và tờ trình điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Nghi Sơn phối hợp với câu lạc bộ Trái tim Nhân ái thành phố Hà Nội tổ chức lễ khởi công xây dựng mới và sửa chữa nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tại hai xã Anh Sơn và Hải Nhân. Chuyên mục xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh kiểu mẫu. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Tân Dân đồng lòng chung tay xây dựng phường kiểu mẫu, tổ dân phố kiểu mẫu. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 4, Thường trực Thị ủy Nghi Sơn đã tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các ban xây dựng Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tháng 3 triển khai nhiệm vụ công tác tháng 4 năm 2024. Đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, chủ trì hội nghị. Trong tháng 3, các ban xây dựng Đảng và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thị xã đã có nhiều đóng góp quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của thị xã Nghi Sơn. Nổi bật là tập trung chỉ đạo tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh ủy, thị ủy. Trọng tâm là hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương khóa 13, kết quả kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, chỉ đạo chăm sóc bảo vệ cây trồng vụ xuân và phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Chỉ đạo và giám sát việc thu ngân sách, giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng, hỗ trợ và tái định cư thực hiện các dự án, đặc biệt là tăng cường lãnh đạo, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và xây dựng phường kiểu mẫu theo kế hoạch, nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa xã hội, chất lượng dạy và học ở các nhà trường, chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, tăng cường công tác, quốc phòng an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tập trung thực hiện công tác cán bộ, đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát, tuyên giáo, khoa giáo, công tác dân vận. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã đã chỉ đạo các xã, phường tổ chức đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc thành công và hoàn thành trước thời gian đề ra. Các tổ chức đoàn thể bám sát chương trình công tác của thị ủy để xây dựng kế hoạch hành động trên từng chức năng, nhiệm vụ. Tại hội nghị, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã và các đoàn thể đã tập trung thảo luận trên từng lĩnh vực, đồng thời đề xuất các giải pháp để hoàn thành các nhiệm vụ trong tháng 4 năm 2024 đạt kết quả cao. Kết luận hội nghị, đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, nhấn mạnh, tháng 4 là tháng đầu tiên của quý 2 năm 2024. Vì vậy, các ban xây dựng Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phải tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị của thị xã, nhất là trên các lĩnh vực về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm của tháng 4 là tổ chức kỳ họp thứ 19 của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã để đánh giá sơ kết công tác quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2, tập trung tuyên truyền các ngày lễ lớn của quê hương đất nước, đặc biệt là sự kiện khai mạc du lịch biển Nghi Sơn vào ngày 26 tháng 4, 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, tham gia cuộc thi viết bài chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giải báo chí về xây dựng Đảng, tuyên truyền về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của thị xã trong quý 1 năm 2024. Các ban xây dựng Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tiến hành tổ chức hội nghị sơ kết nhiệm vụ công tác quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2024. Trong đó, cần thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế để đưa ra các giải pháp khắc phục thực hiện. Đối với nhiệm vụ cụ thể của từng ban, ngành và tổ chức đoàn thể, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thị ủy yêu cầu phải căn cứ vào chương trình công tác của Thường trực Thị ủy đã phê duyệt để rà soát, xây dựng những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong tháng 4. Đồng thời, tăng cường phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các ban xây dựng Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, góp phần cùng toàn thị xã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh tháng 4 và trong cả quý 2 năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 3,
Ngân hàng Agribank chi nhánh Tĩnh Gia Nam Thanh Hóa tổ chức lễ đón nhận danh hiệu đơn vị đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2019-2023 và khánh thành công sở mới. Tới dự có đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thị xã, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa, đại diện các phòng, ban, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã. Trong thời gian qua, cán bộ nhân viên Agribank Tĩnh Gia không chỉ hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu trong kinh doanh mà còn tập trung xây dựng đơn vị đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2019-2023. Tổng nguồn vốn huy động của ngân hàng đạt 2.845 tỷ đồng, tăng 1.420 tỷ đồng, tốc độ tăng 100%. Tổng dư nợ đạt 2.453 tỷ đồng, tăng 1.027 tỷ đồng, tốc độ tăng 72%. Tỷ lệ nợ xấu giảm rõ rệt. Thu dịch vụ đạt hơn 15.000 tỷ đồng, tốc độ tăng 65%. Hàng năm, chi nhánh luôn hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao, chất lượng phục vụ khách hàng không ngừng được nâng cao. Bên cạnh đó, chi nhánh còn tích cực triển khai nhiều chính sách hỗ trợ khách hàng khôi phục sản xuất kinh doanh như giảm lãi suất, hỗ trợ vốn vay với tổng số tiền hơn 2.000 tỷ đồng. Không chỉ chú trọng đến các hoạt động kinh doanh, Agribank chi nhánh Tĩnh Gia Nam Thanh Hóa còn quan tâm đến các hoạt động xã hội, từ thiện của địa phương như ủng hộ quỹ tình nghĩa, quỹ vì người nghèo, công tác khuyến học khuyến tài, thăm hỏi tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách nhân ngày thương binh liệt sĩ với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng. Chi nhánh đã tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, nội quy lao động, văn hóa Agribank và thỏa ước lao động tập thể. Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, xây dựng tác phong, môi trường làm việc thân thiện, hiện đại với các tiêu chí của một đơn vị đạt chuẩn văn hóa cấp tỉnh. Bên cạnh đó, năm 2023, Ngân hàng Agribank chi nhánh Tĩnh Gia đã được cấp ủy, chính quyền và ngành quan tâm đầu tư xây dựng trụ sở mới, khang trang, hiện đại với tổng mức đầu tư 25 tỷ đồng tại buổi lễ. Thừa ủy quyền của Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Trần Thị Vân, Thị ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Nghi Sơn công bố quyết định của Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa công nhận đơn vị Ngân hàng Agribank chi nhánh Tĩnh Gia Nam Thanh Hóa đạt chuẩn văn hóa cấp tỉnh giai đoạn 2019-2023. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trịnh Tiến Dũng, Thị ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Ngân hàng Agribank chi nhánh Tĩnh Gia Nam Thanh Hóa đạt được trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Phát huy kết quả đó, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã đề nghị trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền cho cán bộ, người lao động về phong trào xây dựng đời sống văn hóa, tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, hoạt động nhân đạo từ thiện của địa phương, xây dựng cơ quan đơn vị xanh, sạch, đẹp với môi trường làm việc hiện đại, tiếp tục nỗ lực nắm bắt cơ hội trong kinh doanh để ngày càng phát triển lớn mạnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển của thị xã Nghi Sơn. Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo thị ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thị xã đã tặng hoa chúc mừng và cắt băng khánh thành công sở Agribank chi nhánh Tĩnh Gia Nam Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 30 tháng 3, tại trung tâm hội nghị, Công an thị xã phối hợp với Cựu Công an Nhân dân thị xã Nghi Sơn tổ chức đại hội thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân thị xã Nghi Sơn nhiệm kỳ 2024-2029. Tham dự đại hội có đồng chí Đại tá Tống Xuân Giáp, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu Công an Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, các đồng chí tướng lĩnh, sĩ quan Công an Nhân dân, nguyên sĩ quan Công an Nhân dân là con em quê hương thị xã Nghi Sơn. Về phía thị xã Nghi Sơn có đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy, lãnh đạo các ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, lãnh đạo, chỉ huy Công an thị xã, các đồng chí nguyên lãnh đạo, chỉ huy Công an thị xã qua các thời kỳ cùng 51 đại biểu là hội viên tiêu biểu của các thế hệ cựu công an nhân dân, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Công an tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân tỉnh và Hội Cựu Công an Nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Công an thị xã Nghi Sơn đã chỉ đạo phối hợp với câu lạc bộ Công an hưu trí thị xã Nghi Sơn tiến hành các trình tự, thủ tục để triển khai thành lập hội theo quy định. Trên cơ sở đề nghị của câu lạc bộ Công an hưu trí, ngày 27 tháng 2 năm 2024, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn đã ký quyết định số
1522 QĐ UBND về việc công nhận ban vận động thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân thị xã Nghi Sơn với 10 đồng chí. Ban vận động thành lập hội đã phối hợp chặt chẽ với Công an thị xã, Phòng Nội vụ thị xã để hoàn thiện hồ sơ, đề nghị Sở Nội vụ thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa quyết định cho phép thành lập hội. Ngày 22 tháng 3 năm 2024, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định số 1121 QĐ UBND về việc cho phép thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân thị xã Nghi Sơn. Việc ra đời của Hội Cựu Công an Nhân dân đã đánh dấu một sự kiện chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng, một mốc son trong việc xây dựng hệ thống tổ chức thống nhất để tập hợp, đoàn kết, động viên các thế hệ cựu công an tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống anh hùng, vẻ vang của lực lượng công an nhân dân. Nhiệm kỳ 2024-2029, Hội Cựu Công an Nhân dân thị xã Nghi Sơn sẽ đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa, chăm lo, giúp đỡ hội viên nâng cao sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần, phát triển kinh tế, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của hội viên, phù hợp với tôn chỉ, mục đích của hội theo quy định của pháp luật, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng công an nhân dân, góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn thị xã Nghi Sơn. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, thống nhất cao, Đại hội đã thảo luận, biểu quyết và thống nhất thông qua phương hướng hoạt động của hội nhiệm kỳ 2024-2029, đồng thời bầu ban chấp hành, bầu chức danh chủ tịch, các phó chủ tịch Hội Cựu Công an Nhân dân thị xã Nghi Sơn nhiệm kỳ 2024-2029. Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 4, Ủy ban Nhân dân thị xã đã tổ chức hội nghị thông qua dự thảo tờ trình thống nhất chủ trương đầu tư dự án do các xã, phường quyết định chủ trương đầu tư đối với xã Thanh Thủy và tờ trình điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án. Đồng chí Nguyễn Thế Anh, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, Ủy viên Ủy ban Nhân dân thị xã, trưởng các phòng, ban, đội, trung tâm thuộc Ủy ban Nhân dân thị xã và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thanh Thủy. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến vào các báo cáo kết quả thẩm định, điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng dự án hạ tầng kỹ thuật, khu dân cư tổ dân phố Liên Vinh, phường Tĩnh Hải, điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng dự án hạ tầng kỹ thuật, khu dân cư tổ dân phố Dự Quần, phường Xuân Lâm, đầu tư sửa chữa sân thể thao, chỉnh trang vỉa hè bãi đỗ xe, thay bóng đèn chiếu sáng, đèn LED và trồng cây cảnh quan tuyến đường Ngô Chân Lưu, trồng rậm cây đường Lạc Long Quân, cải tạo trụ sở làm việc và khuôn viên công sở xã Thanh Thủy. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Anh, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã đã cho ý kiến cụ thể vào từng nội dung của các dự án, đồng thời yêu cầu các phòng, ban chuyên môn thị xã tiếp tục hoàn thiện nội dung các dự án để trình Ban Thường vụ Thị ủy và tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân thị xã trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, ngày 31 tháng 3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Nghi Sơn phối hợp với Câu lạc bộ Trái tim Nhân ái thành phố Hà Nội tổ chức lễ khởi công xây dựng mới và sửa chữa nhà đại đoàn kết cho hai hộ nghèo xã Anh Sơn và Hải Nhân. Tới dự có ông Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã, đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh thị xã và lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền hai xã Anh Sơn và Hải Nhân. Hộ gia đình anh Lê Văn Huy, thôn Kiếu, xã Anh Sơn thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vợ con ốm đau thường xuyên phải đi bệnh viện, gia đình 4 nhân khẩu đang phải sống trong ngôi nhà tạm bợ. Tại lễ khởi công, ông Nguyễn Văn Long, đại diện Mặt trận Tổ quốc thị xã và Câu lạc bộ Trái tim Nhân ái thành phố Hà Nội đã trao tặng gia đình số tiền 50 triệu đồng để xây dựng nhà mới. Ông Lê Trọng Mạnh, thôn Văn Nhân, xã Hải Nhân thuộc diện hộ cận nghèo, đơn thân sống trong căn nhà lâu năm chưa trát tạm bợ. Trước hoàn cảnh khó khăn đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã và Câu lạc bộ Trái tim Nhân ái thành phố Hà Nội hỗ trợ ông 20 triệu đồng để sửa chữa nhà ở. Được biết, trong đợt này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã phối hợp với Câu lạc bộ Trái tim Nhân ái thành phố Hà Nội
hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa nhà ở cho 17 hộ gia đình nghèo trên địa bàn thị xã với tổng số tiền 400 triệu đồng. Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực, thể hiện vai trò, trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã cũng như các mạnh thường quân trước những hoàn cảnh khó khăn, giúp họ an tâm sinh sống trong mùa mưa, bão sắp tới. Đồng thời, đây cũng là các công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc thị xã Nghi Sơn lần thứ 14. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 31 tháng 3, tại sân bóng Nam Hưng, Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn phối hợp với Trung tâm Bóng đá Việt Hùng long trọng tổ chức khai mạc giải bóng đá nam các câu lạc bộ thị xã Nghi Sơn lần thứ 4 năm 2024. Dự lễ khai mạc có các đồng chí đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã, Trung tâm Bóng đá Việt Hùng thị xã, Ban tổ chức giải bóng đá thị xã Nghi Sơn khu vực miền Nam, các nhà tài trợ và các vận động viên tham gia giải đấu. Tham gia giải đấu có 16 đội đến từ 16 câu lạc bộ trên địa bàn thị xã gồm FC Đoàn Kết, FC Cao Vua, FC Đông Tiến, FC Nhiệt Điện, FC Cà Phê Xanh, FC Ocean, FC Nojo, FC Điện Máy Nghiên Tâm, FC Sinh Lợi Hoàng Phú, FC United, FC Kỹ Sư, FC Cà Phê Số Đỏ, FC AFC Còng, FC Nhà Hàng Hải Nga, FC Hải Yến và FC Thanh Bình. Các đội sẽ bốc thăm vào các bảng A, B, C, D và thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm lấy đội nhất, nhì của mỗi bảng vào thi đấu tứ kết, bán kết và cuối cùng là trận chung kết. Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra trận đấu giữa câu lạc bộ FC Đoàn Kết và câu lạc bộ FC Sinh Lợi Hoàng Phú. Với tinh thần thi đấu thể thao đoàn kết, cao thượng, các cầu thủ đã thi đấu hết mình, cống hiến cho người xem nhiều pha bóng hay, bàn thắng đẹp, được khán giả cổ vũ nhiệt tình. Giải đấu là dịp để các cầu thủ gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường tình đoàn kết, qua đó đẩy mạnh hơn nữa phong trào vận động, toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, khỏe để lao động, xây dựng quê hương Nghi Sơn ngày càng phát triển, giàu mạnh. Đây là giải đấu hướng tới chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024 và khai trương du lịch biển Nghi Sơn năm 2024. Theo kế hoạch, giải bóng đá nam các câu lạc bộ thị xã Nghi Sơn lần thứ tư năm 2024 sẽ bế mạc vào ngày 1 tháng 5 năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, phường Hải Ninh là địa phương có diện tích lớn, dân số đông, đứng thứ hai trong số các phường xã của thị xã Nghi Sơn với tổng số hơn 5.100 hộ dân, 19.000 nhân khẩu. Tính đến đầu năm 2024, trên địa bàn phường có 2.472 thửa đất của các hộ gia đình, cá nhân chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Trong đó, đất sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 là 120 trường hợp, đất giao không đúng thẩm quyền là 202 trường hợp, đất đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận 10 trường hợp, đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa là 2.150 trường hợp. Năm 2024, phường giao chỉ tiêu hoàn thành hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 360 trường hợp, trong đó có 15 trường hợp đất được nhà nước công nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 5 trường hợp đất giao không đúng thẩm quyền và 340 trường hợp đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa. Chủ tịch Ủy ban dân phường Hải Ninh, ông Lê Đình Phương cho biết, những vướng mắc về quy định, quy trình làm việc đã được Ủy ban dân thị xã Nghi Sơn quan tâm hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời, tạo thuận lợi cho các phường xã trong việc xác định nguồn gốc đất, hướng dẫn nhân dân làm hồ sơ để được cấp giấy chứng nhận. Năm 2023, phường Hải Ninh là một trong những đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn, đạt 135% kế hoạch được giao. Để hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu được giao trong năm 2024 ngay từ đầu năm, Ủy ban dân phường đã tổ chức xác định nguồn gốc đất cho 26 trường hợp, 4 trường hợp là đất cấp lần đầu, 20 trường hợp thuộc diện đất được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất và 2 trường hợp đất giao không đúng thẩm quyền trước ngày 1 tháng 7 năm 2004, có biên lai nộp tiền. Đối với đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa, Ủy ban dân phường đang rà soát số liệu từng thửa đất
và lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận. Theo kết quả rà soát, đến tháng 12 năm 2023 của thị xã Nghi Sơn, trên địa bàn thị xã có số lượng các hộ chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa còn rất nhiều. Cụ thể, đối với đất ở có nguồn gốc sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới đạt 95,83%, vẫn còn hơn 2.300 trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận. Đối với đất ở, trong các trường hợp được giao không đúng thẩm quyền, vẫn còn khoảng 3.400 trường hợp, trong đó có hơn 340 trường hợp đủ điều kiện nhưng chưa cấp giấy chứng nhận. Đối với đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa, vẫn còn khoảng hơn 46.000 thửa đất cần cấp giấy chứng nhận. Điều này đang gây trở ngại với công tác quản lý đất tại các địa phương, ảnh hưởng đến công tác giải phóng mặt bằng, cũng như dễ phát sinh các tranh chấp liên quan đến đất đai, ảnh hưởng đến quyền lợi, lợi ích chính đáng của người dân. Trước thực trạng này, từ năm 2023, thị xã Nghi Sơn đã tập trung hướng dẫn, xây dựng kế hoạch thực hiện cấp giấy chứng nhận trên tinh thần quyết tâm tháo gỡ vướng mắc, từng bước giải quyết tồn đọng, khẩn trương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân theo quy định. Mục tiêu thị xã Nghi Sơn đặt ra là trong vòng 3 năm phải cơ bản giải quyết xong tồn đọng về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân. Riêng trong năm 2023, trên địa bàn thị xã có 165 trường hợp đất thổ cư sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 và đất ở giao không đúng thẩm quyền được cấp giấy chứng nhận. Trong năm 2024, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trên, Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn xây dựng kế hoạch số 86 ngày 16 tháng 2 năm 2024 về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu, đất được giao không đúng thẩm quyền và đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa. Theo kế hoạch, thị xã đặt mục tiêu cấp mới giấy chứng nhận cho đất thổ cư hình thành trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 là 373 giấy chứng nhận, cấp giấy chứng nhận cho 69 trường hợp đất giao không đúng thẩm quyền, cấp đổi, cấp lại 7.385 trường hợp đất nông nghiệp tại 13 xã phường. Thực hiện dồn điền đổi thửa đã đo đạc bản đồ địa chính đất nông nghiệp, cấp 100% giấy chứng nhận cho các trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất và các trường hợp được giao đất tái định cư đã nộp đủ tiền sử dụng đất. Khối lượng công việc rất lớn, thể hiện quyết tâm rất cao của thị xã Nghi Sơn trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn đề ra rất nhiều giải pháp thực hiện, trong đó giao Phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực, chủ trì, tham mưu trong công tác cấp giấy chứng nhận, chủ động đôn đốc, kiểm tra, giám sát về tiến độ, lập trình, thẩm định theo trình tự và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị. Hàng tháng phải tổ chức giao ban 2 lần hoặc giao ban đột xuất giữa Phòng Tài nguyên và Môi trường, chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Nghi Sơn, Ủy ban dân các xã phường liên quan, tổ giải quyết vướng mắc để nắm bắt, giải quyết kịp thời những khó khăn, đôn đốc tiến độ thực hiện, phân công rõ trách nhiệm trong từng khâu công việc, cụ thể để tránh tình trạng đùn đẩy, né tránh, dễ làm khó bỏ. Tăng cường sự phối hợp đồng bộ giữa thị xã và chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai thị xã, Ủy ban dân các xã, phường có trách nhiệm thông báo, tiếp nhận đơn đăng ký của người dân để xác định nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất, xác định tính hợp pháp của đất, sự phù hợp với quy hoạch, đăng ký đất đai để lập hồ sơ trình Ủy ban dân thị xã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các trường hợp đủ điều kiện. Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ Công ty trách nhiệm hữu hạn lọc hóa dầu Nghi Sơn, đến ngày 28 tháng 3 năm 2024, dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn đã đạt thành tựu vượt mốc 15 triệu giờ công an toàn, không xảy ra tai nạn lao động. Đáng nói, khoảng thời gian hơn 2 năm qua, công ty phải đối mặt với nhiều thách thức liên quan tới công tác vận hành và bảo trì, bảo dưỡng nhà máy lọc hóa dầu lớn nhất Việt Nam này. Công ty đã liên tục củng cố và hoàn thiện các quy định, quy chuẩn đảm bảo an ninh, an toàn, giảm thiểu rủi ro trong mọi hoạt động của nhà máy, đồng thời luôn quan tâm và bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Đặc biệt, vào cuối năm 2023, nhà máy tiến hành bảo dưỡng tổng thể 55 ngày theo kế hoạch với rất nhiều công việc nhưng tuyệt đối an toàn, không để xảy ra tai nạn. Ông Hakirawa, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn lọc hóa dầu Nghi Sơn cho biết, các cán bộ nhân viên của công ty
và sự an toàn của họ là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Việc đạt được 15 triệu giờ công an toàn là cột mốc quan trọng, thể hiện cam kết không ngừng của chúng tôi trong việc thúc đẩy văn hóa an toàn và các biện pháp thực hành tốt nhất trong công ty. Chúng tôi cũng tích hợp sâu rộng các giải pháp an toàn trong công tác quản trị doanh nghiệp và đảm bảo rằng an toàn luôn là yếu tố cơ bản hàng đầu trong suốt quá trình hoạt động của công ty. Bên cạnh đó, công ty trách nhiệm hữu hạn lọc hóa dầu Nghi Sơn không ngừng học tập, nghiên cứu và phát triển để cho ra mắt các sản phẩm chất lượng cao, thân thiện với môi trường. Chuyên mục xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh kiểu mẫu. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Tân Dân đồng lòng chung tay xây dựng phường kiểu mẫu, tổ dân phố kiểu mẫu. Thưa quý vị và các bạn, thống nhất về chủ trương, quyết liệt, đồng bộ trong công tác chỉ đạo điều hành, nhân dân vui mừng phấn khởi, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua 60 ngày cao điểm hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng tổ dân phố, phường kiểu mẫu. Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đã tạo nên sức mạnh lan tỏa để Tân Dân huy động tối đa các nguồn lực xây dựng các tiêu chí còn lại và được công nhận phường kiểu mẫu vào cuối tháng 5 năm 2024. Thực hiện nghị quyết số 10 của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Nghi Sơn về phương hướng nhiệm vụ năm 2024, kế hoạch số 11 của Ủy ban dân thị xã Nghi Sơn về việc xây dựng xã, phường, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu năm 2024 và đặc biệt là thông báo kết luận số 651 ngày 26 tháng 2 năm 2024 của đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thị xã Nghi Sơn tại hội nghị làm việc với phường Tân Dân về xây dựng phường kiểu mẫu năm 2024. Dưới ánh sáng của tinh thần nghị quyết, sự đôn đốc điều hành trách nhiệm của Thị ủy, Ủy ban dân thị xã, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Tân Dân đã nhập cuộc với quyết tâm cao nhất và bước đột phá quan trọng, đó là phát động phong trào thi đua 60 ngày cao điểm hoàn thành các tiêu chí xây dựng tổ dân phố kiểu mẫu, phường kiểu mẫu. Phong trào đã tạo nên sự thay đổi về nhận thức và hành động với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Từ đó đã mang lại nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. Tính đến nay, Tân Dân đã đạt 5 trên 8 tiêu chí của phường kiểu mẫu, 4 trên 6 tổ dân phố đã được Ủy ban dân thị xã Nghi Sơn công nhận tổ dân phố kiểu mẫu. Trong thời gian tới, Ủy ban dân phường Tân Dân đang tiếp tục huy động tối đa các nguồn lực để triển khai xây dựng, nâng cấp, cải tạo hạ tầng giao thông, xây dựng vỉa hè, bồn hoa, chỉnh trang hệ thống đèn chiếu sáng tại các trục đường chính, đường trong khu dân cư, tu sửa, nâng cấp khuôn viên, sân thể thao, công trình vệ sinh và các thiết chế văn hóa từ phường đến các tổ dân phố, hoàn thành lắp số nhà, đạt tỷ lệ người dùng nước sạch, thu gom và xử lý rác thải theo hướng đô thị hóa. Các tổ dân phố Hồ Thịnh, Minh Sơn, Hồ Trung và Thanh Minh đã và đang tổ chức cho các chi hội nông dân, người cao tuổi, phụ nữ, đoàn thanh niên ra quân dọn vệ sinh các tuyến đường, chỉnh trang lại nhà văn hóa và đang phấn đấu hoàn thành các tiêu chí tổ dân phố kiểu mẫu trước ngày 15 tháng 5. Ông Hồ Ngọc Phương, Tổ trưởng Tổ dân phố Hồ Thịnh cho biết. Thì trong những năm vừa qua và đặc biệt là trong năm đầu năm của năm 2024 thì nhân dân trong phường Tân Dân nói chung và nhân dân tổ dân phố Hồ Thịnh nói riêng thì đang ngày đêm ra sức phấn đấu, đồng tâm đồng lòng để xây dựng quê hương theo chiều hướng rất là tốt. Cụ thể là tất cả các đoàn thể như hội người cao tuổi, rồi hội cựu chiến binh, rồi hội phụ nữ, rồi đoàn thanh niên, tất cả các đoàn thể là chung tay vào cuộc, đồng lòng nhất trí để xây dựng quê hương ngày càng đổi mới. Thì cụ thể thì trong những ngày gần đây thì tổ dân phố Hồ Thịnh chúng tôi đã chỉnh trang toàn bộ cái khu vực khuôn viên của nhà hội trường này, khu vực khuôn viên của hội trường, của nhà văn hóa, chỉnh trang rất là chỉnh chu. Rồi các cái đường làng ngõ xóm thì chúng tôi đã chỉnh trang lại, dọn đẹp. Rồi đang tiếp tục tu sửa để làm tất cả những hệ thống như đường bê tông, những cái đoạn vào mà chưa làm xong là chúng tôi tiếp tục làm hoàn thiện. Còn trên trục đường chính thì hiện nay chúng tôi đã làm tất cả các cái pano áp phích. Cho đến giờ phút này thì thấy các cái tiêu chí mà của phường kiểu mẫu thì hiện nay là chúng tôi đã gần như là đạt được cái tỷ lệ rất cao và đời sống của nhân dân ngày một nâng lên. Với sự phân công trách nhiệm cụ thể theo từng nội dung của tiêu chí cho các tổ chức chính trị xã hội, từng thành viên ban chỉ đạo với từng nhiệm vụ thiết thực, Tân Dân đang có sự đột phá quan trọng để hoàn thành các tiêu chí còn lại. Đồng chí Lâm Ngọc Duy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban dân phường Tân Dân nói: Thực hiện cái kế hoạch số
11 ngày 10 tháng 1 năm 2024 của Ủy ban thị xã Nghi Sơn về xây dựng các danh hiệu kiểu mẫu. Thì Ủy ban phường Tân Dân, ban chỉ đạo xây dựng phường kiểu mẫu đã ban hành cái kế hoạch số 54 về xây dựng phường Tân Dân đạt danh hiệu kiểu mẫu năm 2024. Thì hiện nay Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Tân Dân đang quyết tâm nỗ lực để phấn đấu hoàn thành các cái tiêu chí về xây dựng tổ dân phố kiểu mẫu, phường kiểu mẫu. Đối với tổ dân phố kiểu mẫu, đến giờ phút hiện tại là Tân Dân đã có 4 trên 6 tổ dân phố đã được Chủ tịch Ủy ban nhân thị xã Nghi Sơn ban hành quyết định là công nhận tổ dân phố kiểu mẫu. Về phường kiểu mẫu thì đến giờ phút hiện tại chúng tôi đã đạt được 5 trên 8 tiêu chí, là còn lại là 3 tiêu chí là tiêu chí 2, tiêu chí 3 và tiêu chí 4. Chúng tôi đang quyết tâm nỗ lực cao để hoàn thành đến ngày 30 tháng 5 chúng tôi sẽ hoàn thành các nhiệm vụ về xây dựng tổ phường kiểu mẫu. Trong quá trình xây dựng phường kiểu mẫu thì cũng đề nghị là thị ủy, ủy ban nhân thị xã Nghi Sơn, ban chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa hỗ trợ địa phương các cái nội dung như là đầu tư cơ sở hạ tầng để địa phương là thực hiện các cái chi tiêu còn lại để hoàn thành cái nhiệm vụ mà thị xã giao cho phường Tân Dân. Tân Dân xây dựng thành công phường kiểu mẫu sẽ là minh chứng khẳng định trên thực tiễn vai trò lãnh đạo của Đảng, sự điều hành sáng tạo của chính quyền với phương châm dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra và dân hưởng thụ. Sự cộng hưởng của ý chí quyết tâm từ cấp ủy đến chính quyền, tinh thần ủng hộ, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân sẽ góp phần quan trọng để Tân Dân xây dựng thành công phường kiểu mẫu. Thông tin đáng chú ý, từ tháng 9 năm 2024, Bộ Thông tin và Truyền thông dự kiến sẽ tắt sóng 2G trên toàn quốc. Các loại điện thoại thế hệ 2G cũ sẽ không còn sử dụng được nữa. Quý khách hàng hãy nhanh chóng kiểm tra SIM và điện thoại mình đang sử dụng có hỗ trợ 4G hay không để thực hiện chuyển đổi sớm nhất. Riêng với khách hàng của Viettel sẽ nhận được đặc quyền hấp dẫn. Trợ giá một số dòng máy 4G giá rẻ từ 290.000 đồng, tặng 28GB data tốc độ cao và miễn phí data khi xem ứng dụng TV 360 khi chuyển đổi lên 4G thành công. Đặc biệt, từ nay đến ngày 31 tháng 3 năm 2024, khách hàng Viettel chuyển đổi thành công từ điện thoại 2G lên 4G sẽ được tham gia chương trình quay số trúng thưởng lên 4G lên đời. Giải thưởng là 63 xe máy Honda Vision, 567 điện thoại Samsung Galaxy A05 cùng hàng triệu gigabyte data và phút gọi. Để đăng ký chuyển đổi lên 4G, quý khách hàng vui lòng soạn tin nhắn theo cú pháp 4G gửi 191 và làm theo hướng dẫn hoặc tới ngay các cửa hàng Viettel trên toàn quốc. Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Cao Văn Lâm, biên tập Văn Tuấn, phát thanh viên Dương Thanh, kỹ thuật truyền dẫn phát sóng Trung Liến. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.